ơn quý vị vẫn giữ màn hình với đài BWIN TV. Vâng, kính thưa quý vị, trở lại với Iraq thì thêm một điều nữa mà là mọi người đang rất lo lắng, đó là khi quân đội Iraq mà bỏ chạy rút đi đó thì họ để lại rất là nhiều vũ khí, mà đặc biệt là có xe tăng và có máy bay và máy bay trực thăng nữa. Thì người ta nói trong cái nhóm binh lính mà ISIL có một số cựu quân nhân của quân đội của ông Saddam Hussein, bởi vì ông Saddam Hussein là người Sunni, cho nên một số người mà gọi là cựu quân nhân của quân đội Saddam Hussein ngày xưa cũng đã tham gia vào cái nhóm này. Cho nên những người này biết sử dụng xe tăng, biết sử dụng máy bay, thì đây là một cái điều làm cho chính phủ Iraq cũng rất là lo lắng. Vâng, có thể là một điều lo lắng nữa đó là một cái sự ảnh hưởng kinh tế rất là trực tiếp, bởi vì Hoa Kỳ lấy một cái nguồn lớn, nguồn dầu hỏa từ những quốc gia Trung Đông này, mà đặc biệt là từ Iraq, là một quốc gia đang gọi là chơi với Hoa Kỳ. So với Syria thì không chơi với Hoa Kỳ, đúng không? Thì người ta đang nói là có một cái sự bị ngừng lại ở những cái nguồn cung cấp. Thì như vậy thì sẽ bù đắp lại ở đâu? Nếu như những quốc gia Trung Đông khác không cung cấp được kịp á, thì đó là cũng là một cái vấn đề để quan tâm, làm ảnh hưởng cái thị trường trên thị trường dầu hỏa trong những ngày qua cũng có bị ảnh hưởng. Thì phải nói là vì thiếu cho nên là hình như giá dầu có tăng lên không? Tăng lên rất là nhiều trong những ngày qua, thì người ta nói là tăng cái mức giá mà gọi là 5 đồng thêm từ cái ngày thứ tư đến bây giờ. Thì bây giờ vào chiều thứ sáu thì giá dầu lên đến 107 ở thị trường New York rồi. Thì hãy quý vị hãy mà nghe giá dầu mà hơn mức 100 đó thì được coi là rất là cao rồi. Không, 115 on Friday. Cái 115 là ở thị trường London. Thì có nghĩa là bây giờ thì một số tình hình đầu tư đó, chắc là đây là cái điểm cũng ráng đầu tư được đó Sơn Phương. Tại vì là thấy đang lên đó, giống như nhà cửa đang lên, thấy mọi người đang đổ xô đi mua nhà đó. Dầu đang lên nên đổ xô đi mua dầu. Các người đi mua nhà xong rồi mua dầu rồi chứa trong nhà. Đó, xong rồi là mua vàng nữa, vàng đang xuống là thời điểm tốt. Vâng, thì chúng tôi nói đùa vậy thôi, nhưng mà quý vị đừng nghe theo, bởi vì là những chuyên viên tài chính quý vị sẽ là người phân tích cùng quý vị nhé. Bây giờ thì phải nói là với cái quan tâm đó, bởi vì người Hoa Kỳ chúng ta là một trong những quốc gia tiêu thụ năng lượng phải nói là bậc nhất của Hoa Kỳ. Đâu phải của quốc tế. Cho nên đó là mỗi lần một rục rịch năng lượng cái là mình thấy lo liền. Và nhưng mà bù lại, Hoa Kỳ cũng là một nơi có số lượng người ta nói là dầu tích trữ đó, cũng phải là đó là nhất hàng thế giới, cho nên đó là không đến nỗi lo như vậy. Không, thật ra thì người ta nói Hoa Kỳ là gọi là cái người chơi khôn, có nghĩa là có rất nhiều cái mỏ dầu, nhưng mà gọi là bây giờ đóng không có mở ra và đi nhập khẩu dầu chỗ khác, để mà khi mà có những cái vụ như thí dụ chiến tranh hay nhiều, khi mà lên tới một cái mức nào đó thì chính phủ quyết định mở những cái kho dự trữ mà gọi là chiến lược ra đó, thì lúc đó sẽ giúp cho cái giá dầu ở Hoa Kỳ nó xuống. Giống như Việt Nam mình đó, có nghĩa là mình có gạo chứa đầy nhà nhưng mà lúc nào cũng đi mua gạo hàng xóm xài hết. Nhưng mà dầu thì không bị mốc, nhưng mà gạo thì bị mốc. Vâng, thì phải nói là cái thị trường kinh tế đối với người Việt Nam, người Hoa Kỳ nói chung thì phải nói là cũng quan tâm với nếu một cuộc chiến có xảy ra. Mà thật sự ở đây là một cái ước đoán là cũng cơ hội rất cao, bởi vì là cái loạt quân ISIL mà đi vô Baghdad, mà trên con đường họ đi thì quân đội của Iraq nếu không đủ sức chống trả thì mình sẽ thấy là bước kế tiếp là chẳng như Nhật, Úc, Mỹ này đó là phải dính vô. Mà dính vô thì thật sự Hoa Kỳ đang rất mệt mỏi, rất tốn rất là nhiều công sức để rút chân ra khỏi Afghanistan. Mà không lẽ giờ vừa rút ra cái Afghanistan thì lại nhảy vô Iraq? Thì đây là một cái nhức đầu thêm cho Tổng thống Hoa Kỳ Obama. Bởi vì vào thứ Sáu thì ông ta cũng tuyên bố rằng là đang xem xét với một cái team, của vì đây là cái những advisor, những cố vấn quân sự, vào chiều thứ Sáu đã phải ngồi lại để mà xem những cái lựa chọn, cái cách nào để mà giúp Iraq. Nhưng mà chắc chắn là ông Obama nói rằng sẽ không đưa quân vào Iraq. Rất là sợ cái chuyện đó. Vâng, cái này bàn bên lề nữa thì nhiều người quý vị cũng đã thấy là mà tại sao lại nhiều cái sự kiện này xảy ra như thế này. Có phải chăng chung quy cái vấn đề căn bản nhất đó là Hoa Kỳ đang quá yếu trong lúc thời điểm này trên cục diện thế giới? Phe Cộng Hòa thì còn nói thêm câu là bởi vì ông Tổng thống này quá yếu. Nếu mà ông Tổng thống Cộng Hòa thì sẽ không yếu như vậy.
Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là quốc gia Hoa Kỳ nó có một cái gọi là cái tình trạng chung của toàn quốc gia chứ không phải một ông tổng thống, nhưng mà phải chăng là quá yếu cho nên là đây là cái lúc tốt nhất để cho những thành phần gọi là đối lập đối với lại quốc gia Hoa Kỳ nổi dậy, chẳng hạn như là Syria, chẳng hạn như là Iraq, cái thành quân của lực lượng mà ISIL này, chẳng hạn như tàu với xâm chiếm Biển Đông, bởi vì họ nghĩ rằng là ngay cả Nga, đây là lúc chiếm đóng mà Hoa Kỳ không làm gì được hết. Nga chiếm Crimea, rồi nhờ Trung Quốc lớn chiếm Biển Đông, mà Hoa Kỳ thật sự từ bữa giờ không nhúc nhích gì hết. Cho nên là phải nói là lúc mà Hoa Kỳ yếu là lúc tốt nhất để mà xâm lược đối với những quốc gia khác. Anh Quốc Bình, anh đang kêu gọi những nước mà muốn xâm chiếm ai. Anh nhắc nhở là tới lúc rồi đó. Tới lúc. Vâng, thì kính thưa quý vị, thì nói ra thì cái cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua cũng làm thiệt hại Hoa Kỳ rất là nặng nề. Thì một khi mà đã lo chú tâm mà khôi phục lại kinh tế đó, thì thật sự không ai muốn mở ra một cái cuộc chiến tranh. Mà Hoa Kỳ hồi đó giờ lỡ mang cái chức vụ gọi là cảnh sát quốc tế đó, hễ cái chỗ nào mà có cái chuyện gì xảy ra thì cứ đi kêu Hoa Kỳ, rồi Hoa Kỳ cứ phải đem người đem tiền đến. Nhưng mà đến một cái lúc mà Hoa Kỳ cái chuyện kinh tế ở trong nước nó bị quá ngặt nghèo, cái ngân sách của chính phủ không còn nữa, thì cái sự hào phóng nó cũng bị cắt xuống đi. Thành ra đây cái điều khó. Phải nói là cũng khó, nhưng mà mình đã nói một chiều chê chích thì mình cũng nói chiều ngược lại. Thật sự ra trong lịch sử Hoa Kỳ đó, thì khi nào mà bên phía dân chủ mà lên á, thì thường đó là kinh tế nó được ngẩng đầu lên một chút. Người ta nói là cứ chắc như cái thời ông Clinton đi, mọi người rất vui vẻ, làm ăn rất là phát đạt. Mà đến thời của ông Bush sao mà cứ chiến tranh rồi lại khá là có nhiều khủng hoảng hơn. Nhưng mà một cách tích cực mà nhìn thì đó là cái phe Cộng Hòa, mà nhất là người Việt Nam mình đó, thì nhiều người lại thích phe Cộng Hòa bởi vì là có một cái chính sách cứng rắn. Chẳng hạn như là khủng bố hay là cộng sản là họ cứng rắn hơn là phe dân chủ. Cái đó là phe dân chủ là cứ thỏa hiệp lo làm ăn không à. No, tôi không đồng ý. Thời ông Reagan là Hoa Kỳ còn mạnh hơn chứ về kinh tế. Thì tới thời của Clinton là như hưởng cái tốt kinh tế của Tổng thống Reagan, đúng không? Đó là tranh cãi đó. Nhưng mà nhiều tranh cãi lắm, nếu mà nói vô này thì nhiều người nói là rõ ràng là phe Cộng Hòa lên đó là người ta đang supply surplus, là đang thẳng dư, cái trở thành là thâm thủng đó. Có nghĩa là anh gọi là kết quả kinh tế đó anh không bồi đắp mà anh làm cho nó thâm thủng đó. Không, thì thiệt ra nói tới kinh tế thì người ta thường thường nói đến cái chữ chu kỳ, thì thành ra đôi lúc trách cái ông tổng thống cũng cũng hơi tội nghiệp. Thực ra thì có một cái phần nào thôi, chứ ông ta đôi lúc không hoàn toàn kiểm soát được, nhất là hiện giờ là cái nền kinh tế nó quốc tế hóa, thành ra một quốc gia khó mà có thể kiểm soát được tất cả những cái khía cạnh trong kinh tế của mình, và cũng ngược lại đó thì mình lại bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi những cái quốc gia khác. Đó là điều mà trách tổng thống không thì cũng tội nghiệp. Nhưng mà nhiều khi cũng đúng, một người lãnh đạo cũng quan trọng lắm. Nhiều người còn so sánh đó là giả sử mà bà Clinton mà trong vị trí đó thì bà cứng rắn hơn là ông Obama. Và nhiều người lại nói là có thể là bà giỏi hơn ông ở một cái khía cạnh ngoại giao nữa. Thành thử là đôi lúc cái người lãnh đạo cũng có ảnh hưởng một phần quan trọng, nhưng mà cái cục diện chung của quốc gia và quốc tế đó cũng là một cái cục diện chính. Thật sự là nhiều khi kinh tế đó đúng là nhiều khi là đến đúng ông này lên là lúc nó đang lên thì là gặt hái cái kết quả. Mà thật sự cái kết quả kinh tế đó nó không phải là một sớm một chiều để mà mình mà gọi là một ông tổng thống vừa nhận chức một cái tự nhiên là kinh tế khởi sắc. Có nghĩa là cái khởi sắc đó khởi sắc của cái nhiệm kỳ trước, chứ không phải nhiệm kỳ ông này, đúng không? Thì ông Obama cũng phải chờ đến nhiệm kỳ thứ hai mới có cái khởi sắc. Nhưng mà hồi nãy ngược lại anh Quốc Bình mới nhắc tới bà Clinton đó, thì quý vị cũng biết là trong tuần rồi bà cũng bắt đầu ra cái cuốn sách mà bà viết về cái giai đoạn mà từ sau khi mà ông Clinton hết làm tổng thống rồi đến những cái giai đoạn mà bà làm ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Thì trong những cái cuộc mà nói chung á, thì có một cái chi tiết nhỏ nhỏ là người ta nói có một lúc có một cái câu hỏi ra đó, nói là tại sao như vậy, thì bà nghĩ là cái chuyện mà bà
ủng hộ cái chuyện đám cưới những người đồng tính, hồi thì chống, rồi sau này hồi thì đổi là ủng hộ. Như vậy là bà là một cái người thay đổi hay sao? Thì có những lúc bà ta gọi là snap á, thành ra người ta đưa ra cái vấn đề là như vậy thì bà Clinton có ready, có sẵn sàng để mà cho cái ra ứng cử cho kỳ tổng thống kỳ trước chưa? À không, có một cuộc phỏng vấn mà bà thật, chúng tôi lại nghĩ là bà đã trả lời rất là hay trong cái câu hỏi mà Xu vừa mới đặt ra, với một cái cách cũng rất là khéo léo, không nhớ chính xác là câu nào, nhưng mà chúng tôi có coi một cái clip trên Facebook mọi người truyền tay nhau đó, thì phải nói là cái phần phỏng vấn mà khi mà trả lời những câu hỏi khó búa đó, chúng tôi thấy là bà trả lời cũng là sắc sảo đó. Không thì nhưng mà có tới cái câu đó, tại vì cái người phóng viên dồn dập đặt lại cái vấn đề giống như muốn nhấn mạnh cái chỗ là bà đã thay đổi ý kiến như vậy, là bà vì cái lý do chính trị chứ không phải thật sự bà ủng hộ, cho nên làm cho bà snap, bà giận á, và trả lời lại một cách rất là gay gắt. Thì các phân tích gia họ nói rằng đó là một cái dấu hiệu cho thấy rằng bà Clinton gọi là chưa có ready, chưa có sẵn sàng để mà đối phó với những cái cuộc mà động chạm debate khi mà ra ứng cử viên tổng thống. Vâng, thì có lẽ là chúng ta đang đi vào cuộc tranh luận của bây giờ là Cộng hòa và Dân chủ, nhưng mà sẽ còn rất nhiều điều hấp dẫn lắm, còn rất là nhiều điều hấp dẫn, nhưng mà có lẽ là sẽ có nhiều người còn nói là bà còn có thể là ra tranh cử tổng thống đấy thì nha. Đó cho nên đó là sẽ còn nhiều điều hấp dẫn để mà bàn cãi, nhưng mà chúng tôi xin phép quý vị lấy một vài phút cho phần quảng cáo và xin trở lại quý vị với lại Biển Đông đang có những cái hệ lụy như thế nào, cũng đang rất nóng bỏng ra sao, cũng tại một phần Hoa Kỳ quá yếu như thế nào.